chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay bao trùm lên thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc là một bầu trời âm u, những cơn mưa nhỏ ẩm ướt với nhiệt độ giảm thấp. Thấp nhất tối và đêm nay có thể xuống tới 15 độ, tức là chạm ngưỡng rét đậm. Có thể nói thời tiết mưa rét chính là trở ngại lớn với người dân miền Bắc, nhưng mà vẫn không hề làm giảm sức nóng của hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập để cổ vũ cho trận chung kết Cúp châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam. Trong khi đó, thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phương Nam lại chiều lòng người hơn khi mà trời nắng đẹp, mưa rào chỉ xảy ra thoáng qua không đáng kể. Đêm nay thời tiết lại khô ráo mát mẻ. Sở dĩ miền Bắc rét mướt như vậy là do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung xuống từ phương Bắc. Trong đêm nay và ngày mai thì các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh ẩm ướt. Thời tiết vẫn phổ biến trạng thái là nhiều mây, có mưa phùn, mưa nhỏ nhiều nơi. Mặc dù vậy thì vùng mưa có cường độ mưa có xu hướng giảm so với ngày hôm nay. Một điều đáng lưu ý đó là nền nhiệt độ trong đêm mai có thể giảm thấp, đặc biệt là ở tại vùng núi cao. Đặc biệt các tỉnh vùng núi như là Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ còn giảm sâu hơn nữa khi mà nhiệt độ xuống tới 11 cho đến 12 độ. Những nơi núi cao như là ở tại Sapa, Sìn Hồ, Tam Đảo, nhiệt độ chỉ từ 7 cho đến 8 độ. Thậm chí là ở tại Mẫu Sơn, nhiệt độ còn giảm xuống dưới 5 độ C. Đến ngày 29 tháng 1 thì không khí lạnh vẫn còn dồn xuống thêm và cộng với tình trạng là mây nhiều duy trì suốt cả ngày thì nền nhiệt độ cao nhất ban ngày ở Bắc Bộ sẽ giảm xuống chỉ còn mức là 14 đến 16 độ. Với mức nhiệt này thì ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc, các tỉnh khu vực từ Hà Giang sang khu vực Bắc Giang sẽ xảy ra tình trạng rét đậm. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng xuống tới các tỉnh Trung Bộ. Chiều nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng tới phần phía Bắc của đèo Hải Vân. Trong hôm nay thì không khí lạnh sẽ còn vượt đèo và ảnh hưởng tới khu vực các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Đặc điểm của không khí lạnh khi đến miền Trung là ảnh hưởng tới đâu thì mưa sẽ lan tới đó. Nên trong đêm nay và ngày mai, suốt dọc các tỉnh từ khu vực Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Nam đều có mưa nhỏ. Riêng các tỉnh ở khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế sẽ là những vùng có mưa rào nhẹ. Một vài nơi có mưa vừa với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến là từ 10 đến 20mm. Do có mưa nên mức nhiệt đêm nay ở các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế cũng giảm xuống chỉ còn từ 17 cho đến 19 độ. Sang ngày mai, nhiệt độ ở khu vực này cũng chỉ dao động trong khoảng từ 20 đến 21 độ, trời rét. Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Nam thì mức nhiệt đêm nay cũng giảm xuống chỉ còn từ 19 cho đến 21 độ. Trong ngày, nhiệt độ sẽ tăng lên 24 cho đến 26 độ nên trời sẽ lạnh và rét nhẹ về đêm và sáng. Nằm xa hơn về phía Nam nên trong đêm nay và ngày mai thì Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như là không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và vẫn là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước. Tại đây trời phổ biến trạng thái ít mưa, ngày có nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày rơi vào khoảng là 27 đến 29 độ ở tại Tây Nguyên và 31 đến 33 độ ở tại Nam Bộ. Ở trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh thì trong đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Ngoài khơi khu vực Bắc Biển Đông thì có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 và có lúc cấp 7, giật cấp 8 nên sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Với khu vực Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phần phía Nam, làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới 10 km, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là đêm nay và ngày mai miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa rét. Đáng chú ý là từ ngày 29 tháng 1, tức là thứ hai đầu tuần sau, toàn khu vực sẽ bước vào một đợt rét đậm rét hại trên diện rộng. Bản tin thời tiết tổng hợp tối 27 tháng 1 của kênh VTC14 cũng xin được khép lại tại đây. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.